Kỹ năng sinh tồn khi gặp một con rết nguy hiểm. Rết không thường sống nơi có con người, nhưng bạn cần lưu ý những nơi bừa bộn ở sân hay vườn nhà bạn. Nếu bạn đi vào những nơi rậm rạp, ẩm ướt thì hãy nhớ bảo vệ chân, tay và cơ thể của mình. Còn khi bạn đối mặt với một con rết nguy hiểm, cách tốt nhất đó là chạy. Đừng cố chạm vào nó, trêu chọc hay giẫm đạp thô bạo nó, vì chúng rất nhanh, bạn sẽ bị cắn bất cứ lúc nào. Nếu đang đuổi, bạn chẳng may bị cắn, hãy nhanh chóng chườm nóng lên vết thương hoặc rửa nó với nước nóng. Điều này sẽ giúp làm loãng độc độc. Cuối cùng, hãy lập tức đi đến bệnh viện để tránh những tình huống xấu.